Alo Ola, nhanh như chớp nhí đang cần tìm. Tìm ai? Tìm ai? Tìm nhí, tìm nhí. Bé nhà bạn có từ 4 đến 8 tuổi. Bé có thích trả lời câu hỏi với những lý lẽ cười mệt xíu. Sao con đeo nhẫn dữ vậy? Bà ngoại con mua cho con. Trời ơi bà ngoại, con chắc là một người giàu lòng nhân ái lắm nè. Cho chú nha. Sao thiệt cái nó dừng lại ta? Chú Trấn Thành hả, ơi gì con? Hả? Chú Trấn Thành có cái đồng hồ cũng bằng kim cương mà. Bằng kim cương còn xịn hơn vàng nữa. Dẫu vô. Dẫu đi anh ơi. Con đừng quan thôi đồng hồ của chú. Bà chú ơi, kim cương thiệt hay kim cương giả mà? Cái này kệ nó, chú chiếu cho có vui với người ta thôi. Ồ vậy là giả hả? Ồ vậy là giả hả? Giả hả? Thế bây giờ em của ba con thì con gọi là cô đúng không? Vậy bây giờ vợ của ba con gọi là gì? Gọi bằng mẹ. Vậy chứ chồng của mẹ con gọi là gì? Bằng ba. Vậy ba của mẹ con gọi là gì? Ông ngoại. Vậy ba của ông ngoại con gọi là gì? Ông cố. Trời ơi luôn, biết là ông cố luôn. Hay vậy ta? Ai dạy con ông cố mà con biết ông cố luôn hay vậy? Tôi suy nghĩ em. Nếu câu trả lời là có, con chần chờ gì mà không cho bé tham gia ngay nhanh như chớp nhí mua bá. Hãy mau đến tham gia tuyển chọn trực tiếp tại Hà Nội 2 ngày duy nhất, 21 và 23 tháng 6. Địa điểm đăng ký: Airport Leaders Lương Yên, tầng 3, Lô Đề, tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Truy cập fanpage nhanh như chớp nhí VChannel hoặc liên hệ số điện thoại 1900 633 979 để tìm hiểu và làm theo hướng dẫn. Nhanh như chớp nhí, câu hỏi nhanh trí, rinh quà hết ý.